Chào các bạn, mình là Ngọc Vy, rất vui được gặp lại các bạn trên S Channel. Hiện tại thì trên tay của mình đang có hai chiếc siêu phẩm có thể nói là đình đám nhất hiện nay. Một bên là Samsung Galaxy S7, siêu phẩm mới vừa ra mắt của Samsung. Mặc dù iPhone 6S là một cái sản phẩm siêu phẩm ra mắt vào năm rồi, tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại nó vẫn là flagship đầu bảng của Apple. Và đến thời điểm hiện tại thì cái giá chính hãng của iPhone 6S này nó vẫn cao hơn so với giá của Samsung Galaxy S7. Cho nên chúng ta đặt vai trò là một người mua smartphone bình thường, thì khi mà đây là hai thương hiệu lớn hết thì chúng ta sẽ đặt lên hai chiếc smartphone đang là đầu bảng ở thời điểm hiện tại của chúng, và chúng ta so sánh xem là đâu sẽ là cái lựa chọn tốt hơn, thay vì chúng ta cứ so kè fan này fan kia hay là sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng. Đấy, nói chung là mình dài dòng một chút để giải thích cái vấn đề lần trước, còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu so sánh cái thiết kế của hai chiếc máy này. Trước tiên, nếu như mà các bạn có cơ hội cầm rã hai chiếc máy này một lúc ấy, thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ là Galaxy S7 nó sẽ hơi nặng tay hơn so với lại iPhone 6S. Mà thật sự là nó nặng hơn thật, nó nặng hơn khoảng sắp xỉ 90 gram gì đấy. Và mặc dù là nặng hơn so với lại iPhone 6S nhưng mà thật ra thì cái S7 này nó vẫn rất là nhẹ nhàng mà chúng ta cầm không hề có cái cảm giác hầm hố hay là quá nặng tay. Cái mặt lưng của Galaxy S7 thì như chúng ta đã biết là Samsung họ vác cong nó về hai cạnh. Còn đối với iPhone 6S nó cũng là cong nhưng mà chỉ bo cong các cái phần cạnh này thôi. Về cơ bản thì cái mặt lưng phía sau này của 6S nó vẫn là một cái mặt lưng phẳng lì. Cho nên là cái cảm giác cầm tay của 6S nó chỉ đỡ cứng tay. Còn cái cảm giác cầm tay của Galaxy S7 là cảm giác cầm ôm tay và rất là thoải mái. Tiếp theo thì cũng liên quan đến cái cảm giác cầm nắm sờ mó này, thì có một cái điểm cộng dành cho Galaxy S7 so với thế hệ tiền nhiệm nha, chứ không phải là so với iPhone 6S, bởi vì 6S đã làm rất là tốt rồi. Đó là việc iPhone 6S sở hữu một cái thiết kế nguyên khối, cho nên là ở cái phần này đương nhiên là nó rất trơn láng và mịn màng, bởi vì nó liền mặt hoàn toàn, nó là cùng một khối luôn. Còn những chiếc smartphone của Samsung thì nó là một cái thiết kế hai mặt kính kẹp giữa là khung viền kim loại, cái G tiếp xúc giữa mặt kính và khung viền kim loại. Lần này Samsung họ làm nó giống như là vừa chạm nhau, vừa sát, vừa khít với nhau. Và khi mà chúng ta sờ ngang thì nó không còn cái cảm giác vướng víu hay là bị khựng lại giống như là trên S6 hay là trên những chiếc smartphone trước đây của Samsung nữa. Chỉ là tất nhiên thì nó sẽ không bằng với lại cái thiết kế nguyên khối của 6S rồi. Tiếp theo thì cũng ở cái phần mặt lưng này chúng ta sẽ có rất là nhiều cái để nói. Trước tiên là nói về camera đi. Trong những cái video so sánh trước đây của mình giữa những cái siêu phẩm của Samsung với lại iPhone 6S thì mình đã nói thẳng ra luôn, đó là camera của Samsung, bởi vì nó vừa to này, nó vừa một cục u này, rồi nó lại còn vuông vắn nữa. Nhưng mà lần này với Galaxy S7 thì có vẻ là mọi chuyện nó được lật ngược tình thế. Ở đây thì các bạn có thể thấy là do nhiều cái cải tiến rồi, thậm chí là cái độ dày cũng dày hơn một chút so với thế hệ tiền nhiệm, cho nên là camera của S7 nó đã ít lồi hơn rất là nhiều. Mình không biết cụ thể là camera của 6S nó lồi bao nhiêu, nhưng mà ở mắt nhìn của mình ở đây thì có cảm giác là cái camera của 6S nó sẽ lồi nhiều hơn so với lại S7. Cái điểm thứ hai nữa đó là do cái phần camera này thì lần này Samsung họ thiết kế cái đường viền bên ngoài camera lẫn đường viền bên ngoài đèn flash nó đồng bộ với cái màu sắc của cái mặt lưng, cho nên là cho chúng ta cái cảm giác là nó thống nhất và nó gọn gàng hơn. Còn ở iPhone 6S về thiết kế camera thì có một cái điểm mà Samsung họ đã từ bỏ mà mình vừa nhắc đến, đó là cái đường viền kim loại sáng bóng bao bên ngoài camera, nhìn rất là lấp lánh, sang trọng, nổi bật. Tuy nhiên thì nó cho chúng ta cái cảm giác lồi lên quá rõ rệt. Rồi tiếp theo là một cái điểm trừ rất là quen thuộc của iPhone 6S lẫn iPhone 6 luôn, đó là cái giải nhựa được cho là vô duyên ở mặt lưng. Nhìn nó hơi bị mất cân đối. Trong khi đó thì bên phía Galaxy S7 với sự đồng bộ cả đường viền camera rồi cả đường viền đèn flash thì chúng ta có một cái mặt lưng thống nhất hoàn toàn, nó không có một cái sự tách biệt nào hay là một cái sự lạc quẻ chổi mắt như là iPhone 6S. Tuy nhiên thì 6S cũng có cái điểm cộng của nó, đó là cái mặt lưng của nó sẽ không bám vân tay tốt như là cái mặt kính của S7. Lật sang bên nói về phần cạnh viền thì nó sẽ không có khác biệt nhiều, bởi vì cái khung viền của cả hai chiếc máy này thì không có cái cắt bát gì cả. Ở cạnh phải thì chúng ta đều có vị trí của phím nguồn cả, nhưng mà ở 6S thì nó sẽ có vị trí của khe SIM. Còn ở Galaxy S7 ấy, thì cái khe SIM của nó đã được đưa lên trên cạnh trên, và ở đây thì cũng có cái lỗ micro luôn. Trong khi đó thì ở iPhone 6S nó là một cái cạnh trên trống trơn. Nói về cái khe SIM này thì cũng là một cái điểm cộng của S7 so với lại iPhone 6S, đó là nó cho phép chúng ta mở rộng bộ nhớ với khe cắm thẻ nhớ mở rộng nằm chung vị trí với khe SIM luôn. Rồi lật sang cạnh trái thì chúng ta sẽ có vị trí của phím tăng giảm âm lượng. Nhưng mà ở iPhone 6S thì chúng ta sẽ có thêm một cái cần gạt rất là quen thuộc để chúng ta chuyển đổi giữa chế độ âm thanh rung và chuông một cách nhanh chóng, hay là cái chế độ xoay màn hình thì các bạn điều chỉnh. Ngoài ra thì có một cái chi tiết nhỏ nữa, đó là cái phần nút bấm của iPhone 6S thì nó nằm giữa cái cạnh viền này luôn. Trong khi đó ở Galaxy S7 thì nó hơi bị lệch về phía cạnh dưới một chút.
Rồi cuối cùng là cái cạnh dưới, thì chính vị trí này các bạn sẽ thấy rõ được S7 nó dày hơn so với lại 6S, bởi vì cái phần này nó không có bát cong. Và chính vì 6S mỏng hơn cho nên là loa của nó chỉ là một dãy loa thôi, còn của S7 là hai dãy. Cả hai chiếc máy này đều sở hữu một cái màn hình cong 2.5D, nó tràn ra bên ngoài, mang đến hiệu ứng hình ảnh tốt hơn cho chúng ta này. Và thậm chí là khi mà chúng ta không xem hình ảnh thì trong cái màn hình này vẫn rất là bóng bẩy và hút mắt. Nhưng chúng ta có một cái thông tin mà mình đã nhắc đến trong những cái video trước đây, đó là cái kính mà Samsung họ sử dụng trên cái S7 này, cả kính trước và sau, hai mặt kính mà, thì là kính 3D. Cho nên là nhiều bạn sẽ có cái cảm giác là cái màn hình của S7 nó cong nhiều hơn, nó tràn ra nhiều hơn so với lại 6S. Tiếp theo, nói đến cái loa thoại này thì có một cái lời khen dành cho Samsung, đó là mặc dù vẫn giữ cái thiết kế truyền thống bị chê, nhưng mà lần này thì họ làm nó đồng bộ hơn và nó không còn cái cảm giác chổi mắt giống như là trước đây. Còn về phía iPhone 6S thì khỏi phải nói rồi, cái loa thoại này trước giờ không có điểm gì để chê cả. Rồi, hầu như là cái đó là khác biệt duy nhất rồi. Còn về cái phần nút home này thì đương nhiên là một thằng tròn, còn một thằng vuông, một thằng lõm vào, còn một thằng lồi lên, và đều được trang bị cảm biến vân tay hết, cho nên là không có gì để nói cả. À đúng rồi, còn cái chi tiết nhỏ nữa, đó là cái phần khung viền của iPhone 6S thì nó được bo về trước luôn, nó bật vào phía trước. Đây là một cái khung viền bo cong. Trong khi đó thì ở Galaxy S7 nó là một cái khung viền gọi là giống như là dựng thẳng đứng xuống. Cho nên là cái phần tiếp xúc giữa cái khung viền này với lại cái mặt kính ấy, nó sẽ không tốt bằng ở iPhone 6S. Bởi vì như mình nói lúc nãy thì lần này Samsung họ hoàn thiện rất là tốt về chất lượng gia công. Chỉ có điều là cái phần tiếp xúc giữa một chiếc máy mà được ráp từ hai mặt kính với khung kim loại thì nó vẫn chưa tốt bằng một chiếc máy nguyên khối như là 6S. Cuối cùng là một cái điểm liên quan đến thiết kế của hai chiếc máy này mà mình không thể chỉ ra ngay tại đây được. Đó là hẳn là các bạn có xem một cái video mà chúng ta thả rơi tự do hai chiếc máy này thì iPhone sống sót rất là ngoạn mục, trong khi đó thì Galaxy S7 là te tua bầm dập nát bét. Nhưng chúng ta cần phải lưu ý một điều, đó là Galaxy S7 nó là hai mặt kính, cho nên kính mà chúng ta thả kiểu đấy thì nó phải bể, phải vỡ ra. Còn iPhone 6S thì nó là thân kim loại cho nên là nó sẽ không bể kiểu nát bét ra như thế được. Dù vậy thì đến cái phần sau của cái video test đó thì chúng ta phải thừa nhận một điều, đó là cái phần khung của iPhone 6S nó có vẻ là bền chắc hơn so với lại cái phần khung của Galaxy S7. Bởi vì vốn là cái phần khung của Galaxy S7 mà Samsung sử dụng không biết là nó bền đến mức nào. Nhưng mà phần khung của iPhone 6S thì rõ ràng Apple họ đã khẳng định đó là họ đã nâng cấp lên so với lại iPhone 6. Chính vì vậy mà từ cái thời điểm iPhone 6S ra mắt đến bây giờ thì chúng ta không hề thấy cái trường hợp là bỏ vào túi ngồi bị cong hay là la làng giống như là trước đây nữa. Nhưng mà bù lại thì Samsung họ cũng không quá buồn, họ đã liên tục đưa ra những cái lời thách thức là thử đem hai máy này quăng xuống nước, bởi vì Galaxy S7 được trang bị khả năng chống nước chống bụi theo tiêu chuẩn IP68, còn iPhone thì không có. Và cũng chính vì khả năng chống nước chống bụi này mà Galaxy S7 đã phải giữ lại cái cổng micro USB cũ kỹ, thay vì cập nhật cái xu hướng là USB Type-C, bởi vì cổng micro USB ở thời điểm hiện tại người ta sẽ kiểm soát được tốt hơn. Ngoài ra thì còn một số cái lý do khác nữa, như là USB Type-C chưa ổn định và cái kính Gear VR mà Samsung họ bán kèm lại là hỗ trợ chuẩn micro USB, cho nên là họ không thể thay đổi sớm cái cổng kết nối của mình được. Như vậy thì vừa rồi chúng ta đã điểm qua những cái điểm khác biệt, điểm cộng, điểm trừ giữa Samsung Galaxy S7 và iPhone 6S. Nhưng mà mình sẽ không tổng kết lại cuối cùng đâu, bởi vì mình sợ ăn gạch của các bạn lắm. Chỉ cần nghiêng về bên nào một tí tí thôi là cũng đủ để mình xem biệt thự rồi. Cho nên là các bạn hãy dựa trên những cái tiêu chí vừa rồi mà chúng ta đã đánh giá, để các bạn xem là cái tiêu chí đó thì các bạn sẽ thiên về chiếc máy nào hơn, rồi sau đó tổng kết lại là mình sẽ lựa chọn chiếc máy nào nhé. Và đừng quên để lại ý kiến của mình bằng những comment chia sẻ ngay bên dưới. Cuối cùng thì cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích, đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại.